Cô
mượn mày thôi. Nhắc lại một bài nào. À, cô nhắc lại. Phép trừ trong phạm vi 10. Phép trừ trong phạm vi 10. Tiết 4. Mời bạn tiếp theo. Phép trừ. Phép trừ trong phạm vi 10. Tiếp theo. Phép trừ trong phạm vi 10. Con đọc to cái tính nào. 3
cô nhìn tiếp nhé. Quan sát thật kỹ. Rồi, chúng ta hãy thảo luận nhóm đôi cùng tìm cho cô phép tính thích hợp trong vòng 2 phút. Đúng rồi, phép tính tương ứng của chúng ta sẽ là 3 trừ 3.
và nhỏ anh mất rồi. Như vậy anh yêu được, anh yêu được phép tính như cô nhỉ. Cô có một cái bánh mà nhỏ anh mất cô cái rồi. Bạn mã nào? Một trừ trừ mấy nhỉ? Một trừ một bằng không. Thường như vậy mà. Con vậy thì sẽ làm phép tính gì?
không bằng. Và mình có phải có vớt con nào không? Không. Không. Như vậy cô sẽ có cách tính như sau. Nào, cô mời bạn Thi. 3 trừ 0 bằng 3. 3 trừ 0 bằng 3. 3 trừ 0 bằng 3. Rồi, chúng ta quan sát nhá. Nào, cô mời bạn Dung đọc to cách tính trước đó. 2 trừ 0 bằng 2. 1 trừ 0 bằng 1. 4 trừ 0 bằng 4. 2 trừ 0 bằng 2. 1 trừ 0 bằng 1. 4 trừ 0 bằng 4. Vậy chúng ta có nhận xét gì về các số? Đây, số đằng trước đây được gọi là số bị trừ. Số 0 là số trừ và kết quả đây được gọi là hiệu. Chúng ta thấy là số đằng trước và kết quả này như thế nào với nhau? Số này với số này thì có kết quả như thế nào với nhau? Khi nào? Số 2 này và số 2 này như thế nào? À giống? Giống chính số đó. À giống chính số đó đúng không? Cô cảm ơn bạn Thi. Như vậy chúng ta thấy này, vậy một số mà trừ đi cho số 0 thì sẽ có kết quả bằng chính số. Con
chính là nội dung của bài tập 1. Chúng ta cùng quan sát lên đây nhá. Bé ngoan. Ngoan. Nào, ngồi thẳng lưng. Mắt nhìn lên bảng. Cô mời bạn Hảo đứng dậy đọc cho cả lớp nào. 5 - 0 = 5. 6 - 6 = 4. 6 - 6 = 0. 5 + 0 = 5. Cô cảm ơn. Tiếp theo mời bạn Thành nào. Chúng ta đọc nhầm nhé. 4 - 0 = 4. 7 - 7 = 0. 0 + 0 = 4. Tiếp theo Mai Khôi nào. 3 - 0 = 3. 4 - 4 = 0. 3 + 0 = 3. Rất tốt. Mời bạn Ly nào. 2 - 2 = 2. 9 - 9 = 0. 0 + 2 = 2. Rồi, ta cùng nhìn lên đây nhá. Ở dãy phép tính thứ nhất, cô Hải có 5 - 0 = 5, 4 - 0 = 4, 3 - 0 = 3, 2 - 0 = 2. Ta có nhận xét gì? 5 - 0 = 5. Kết quả đều bằng mấy nhỉ? 9. À đúng rồi. Như vậy một số trừ đi 0 thì kết quả là bằng 9 số. Bằng mấy? Rất tốt. Vậy thì 3 - 3 bằng mấy? 0.
Nếu như cô kiểm tra mà ra màu đỏ là chúng ta đã làm sai. Nếu kiểm tra mà ra màu xanh hết là chúng ta đã làm đúng. Và là ốc thầy quan sát lên đây nhé. Cường với bạn Khôi nào? Như vậy bạn Khôi đã nối đúng rồi đấy. Ở lớp chúng ta kiểm tra lại bài của mình ở dưới xem bạn nào nối đúng như thế nào. Giơ tay lên. Ta nhìn tay cô nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng sang bài tập số 3 nhé. Đây là con gì? Con vịt. À, đây là con vịt. Đây là con vịt đang ở dưới đầm này. Và đây là ở trên cạn này. Các bạn hãy quan sát hình cho cô nhá. Quan sát vào hình động nào. Bạn nào giỏi nào? Ta cùng quan sát vào hình động để tí nữa làm việc theo nhóm đôi và nêu được bài toán, nêu được phép tính. Rồi, chúng ta sẽ làm nhóm đôi trong vòng 2 phút. Bắt đầu. Cùng chơi một